Kính thưa quý vị, Trường Đại học Văn Lang là một trong những trường đại học có sự đầu tư rất lớn vào cơ sở vật chất và chương trình đào tạo. Với hơn 60 ngành học ở nhiều lĩnh vực, Trường Đại học Văn Lang là sự lựa chọn của rất nhiều thí sinh khu vực phía Nam, đặc biệt là các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Và trong chuyên mục Trường học tương lai ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng khám phá Trường Đại học Văn Lang Campus nghìn tỷ đầy ấn tượng. Trường Đại học Văn Lang là một trong những đại học tư thục đầu tiên tại phía Nam, đào tạo 61 ngành học ở nhiều lĩnh vực, được đông đảo thí sinh trên cả nước lựa chọn, cũng như các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong và ngoài nước, hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Trường Đại học Văn Lang nổi tiếng về cơ sở vật chất rộng lớn và khang trang, hiện đại bậc nhất khi có campus được đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ đồng, với các phòng học, phòng thực hành, chức năng vô cùng hiện đại, đạt chuẩn quốc tế, là không gian tuyệt vời cho sinh viên học tập, sáng tạo và khởi nghiệp. Không chỉ khu vực học tập, đời sống tinh thần của sinh viên Trường Đại học Văn Lang còn được nhà trường chú trọng khi xây dựng hồ bơi, sân bóng rổ để sinh viên có thể sinh hoạt thể dục thể thao, nâng cao thể chất. Ngoài ra, trường còn xây dựng nhà hát Trịnh Công Sơn là nơi để sinh viên thỏa mãn ước mơ với nghệ thuật, là nơi diễn ra rất nhiều chương trình học thuật, văn hóa lớn của Trường Đại học Văn Lang với các đối tác, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Sứ mệnh của Trường Đại học Văn Lang là đào tạo con người toàn diện, mang tác động tích cực, truyền cảm hứng cho xã hội. Mà muốn như vậy thì phải xây dựng cơ sở vật chất phù hợp, đáp ứng với cái chương trình đào tạo, đáp ứng với mong muốn cũng như các cái hoạt động của sinh viên theo phù hợp cho từng khối ngành, từng lĩnh vực đào tạo. Với phương châm học tập thông qua trải nghiệm, lấy người học là trung tâm, Trường Đại học Văn Lang có nhiều chính sách đầu tư lớn giúp sinh viên nâng cao năng lực ngoại ngữ, tăng giờ thực hành để sinh viên tích lũy kinh nghiệm thực tế, liên kết với doanh nghiệp, các tổ chức giáo dục trong và ngoài nước. Trường Đại học Văn Lang trước thềm mùa tuyển sinh 2022 đã tự hào đón nhận tin vui khi có 4 chương trình đào tạo đạt chuẩn đánh giá chất lượng quốc tế AUNQA. 4 ngành học đó là thiết kế đồ họa, kế toán, công nghệ kỹ thuật môi trường và ngành quản trị khách sạn. Không dừng lại ở đó, Trường Đại học Văn Lang tiếp tục được Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng, chương trình đào tạo 7 ngành, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, tài chính ngân hàng, kỹ thuật xây dựng, quản trị kinh doanh thương mại, công nghệ sinh học và kiến trúc, nâng tổng số ngành đạt kiểm định chất lượng quốc gia của trường lên 10 ngành. Mỗi một con người ở trong Văn Lang hiểu rõ rằng tất cả mọi thứ mình làm nó phải nhằm đạt cái mục tiêu đó là mình đào tạo được cái người học với cái chất lượng mà mình đã cam kết với xã hội. Và Văn Lang tự tin rằng mình có thể gọi là đạt tiêu chuẩn của các trường đại học trong khu vực và trên thế giới. Thì đó là hình ảnh của Văn Lang nói riêng, nhưng nó cũng là hình ảnh của Việt Nam nói chung. Khi chúng ta đào tạo, chúng ta tự tin rằng những con người chúng ta đào tạo có thể gọi là going global, có thể đạt tiêu chuẩn của quốc tế. Trường Đại học Văn Lang đặt mục tiêu trở thành một trong những đại học trẻ được ngưỡng mộ nhất châu Á vào năm 2030.